Sáng ngày 1 tháng 4 tại thành phố Phú Quốc, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Phú Quốc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinpearl Phú Quốc tổ chức lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm 2024. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu an toàn kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, với lượng máu vận động hiến được từng lúc vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện của tỉnh trong các dịp lễ Tết. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân trong toàn tỉnh hãy tiếp tục hưởng ứng tích cực, tham gia tốt phong trào hiến máu tình nguyện nhân dịp Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024 vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình. Với thông điệp năm 2024, hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Chúng tôi cũng muốn tập trung tuyên truyền sâu rộng cho mọi người dân hiểu để tham gia cái phong trào ý nghĩa này. Nó mang cái ý nghĩa là mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để cứu sống những bệnh nhân, để làm thế nào cũng giúp họ vượt qua những cái khó khăn trong cái bệnh về máu. Chỉ tiêu năm nay thì chúng tôi phấn đấu vận động toàn tỉnh thì đảm nào phải đạt trên 23.000 đơn vị máu. Ngay sau buổi lễ, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên đã tham gia hiến máu tình nguyện. Có những người mặc dù ở rất xa địa điểm tiếp nhận máu nhưng cũng rất tích cực đến tham gia với tâm nguyện hiến máu cứu người. Từ ở dưới địa bàn mà hơi xa Hàm Ninh đi lên phong gành dầu hiến máu thì nói chung là địa bàn thì rất là cũng hơi xa, nhưng mà việc đường xá xa xôi thì nó không có quan trọng đối với em, tại vì cái việc hiến máu tình nguyện thì nó em thấy là rất là có ý nghĩa đối với em. Em cảm thấy hiến máu này là một hành động tốt đẹp, thì em muốn tham gia để hưởng ứng cái ngày hội hiến máu để cùng tất cả mọi người tạo ra một cái giá trị cho cộng đồng. Kết quả trong buổi sáng ngày 1 tháng 4 đã tiếp nhận được 299 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang phấn đấu năm 2024 qua phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh tiếp nhận được 23.100 đơn vị máu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.